Vâng, xin được trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh. Tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng máy phát điện Nhật, hàng khung trần giật nổ. Thì hôm nay bên em đang có một loạt các cái mẫu sản phẩm dòng của Yamaha, dòng của Taizo, dòng của Shindaiwa, dòng của Denso và rất nhiều các cái mã sản phẩm, các cái dòng giá từ phân khúc bình dân đến phân khúc cao cấp. Đấy, đây tất cả đều là dòng máy chạy xăng anh chị em các bạn nhé, và siêu tiết kiệm luôn. Động cơ Subaru EX17. Đây là một trong những dòng động cơ huyền thoại, máy chạy cực kỳ là êm và cho ra dòng điện cực kỳ là sạch. Những con Shindaiwa này là chạy bằng AVR, một trong những cái dòng mạch điều áp dòng điện rất là tốt luôn. Anh chị em dùng nó rất là ok. Và bên em có báo giá chi tiết từng mã sản phẩm luôn để cho anh chị em nắm được giá cả cũng như là chất lượng của sản phẩm này. Đó, thì bây giờ em sẽ đi vào giật nổ một con. Đây, con Taizo này, cho anh chị xem. Mà con này nó mới chạy được có 5 giờ thôi anh chị em nhé. Con này là mã số 18 và 7 triệu, báo giá trực tiếp cho anh em luôn. Rồi, em sẽ giật nổ cho anh chị em xem nhé. Đấy, máy thì cực kỳ là nhảy nổ luôn. Giật nhẹ cái là nổ luôn anh chị em nhé. Đó, máy đã nổ rồi. Đấy, rất là đơn giản thôi, máy đã nổ nhé. Cực kỳ là êm ái luôn này. Em sẽ tiết tải cho anh chị em xem này. Đó. Đây. Điện 220 chuẩn luôn nhé anh chị em nhé. Đó, em sẽ tiết tải này. Con máy thổi 1000W này, cộng với một cái ấm nước này. Đó, máy chạy cực kỳ là êm luôn. Anh chị em thấy không? Tiếng máy chạy rất êm luôn. Máy thì từ khung đến ốc ếch là còn sáng choang hết. Anh chị em mua con này thì dùng 20 năm. Phải là 20 năm. Máy mới chạy có 5 giờ, anh chị em để ý cái giờ này. Máy mới chạy có 5 giờ nhé. Còn rất là mới luôn. Đây, em đang đun ấm nước này. Và nước sôi luôn anh chị em này. Đấy, nước sôi luôn này. Tiếp tục bò ga này. Đấy, máy đang chạy quá tải nhá, 2500W nhá. Mà công suất của máy là có 2300 thôi nhá. Đây, máy đang chạy quá tải này. Đó, anh chị em thấy không? Xịt nước luôn. Đây. Rồi, em sẽ đi vào báo giá chi tiết nhá. Đây, đầu tiên là con Yamaha. Con này là 2,3 kg bằng với con bên này. Giá thì rất là mềm. Đấy, con này là giá 5 triệu anh chị em các bạn nhé. Đấy, tiếp theo là con này thì con số 18 này, mã 18 này, 7 triệu thì con này em vừa test tải cho anh chị em xem rồi. Tiếp theo là đến con Denso. Con này mã 17 này, con này 7,5 triệu anh chị em nhé. Hàng đẹp miễn chê luôn. Ốc ác lốc liếc là còn sáng choang, ốc 7 màu hết. Bao zin bao khỏe cho bác luôn. Đây, Shindaiwa thì chạy mạch AVR thì đắt hơn một chút. Con này là 8 triệu, hàng đẹp miễn chê. Anh chị em thấy không? Khung xương máy móc các thứ còn rất là đẹp. Anh chị em thích mẫu nào thì cứ chụp màn hình lại thì em sẽ test tải cho anh em. Đấy, tiếp theo là đến con số 20 này. Con này mã số là 20. Có giá bán là 9 triệu rưỡi anh chị em các bạn nhé. Máy móc sáng choang, đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo là đến con số 15, mã 15, con này là 5 triệu. Con này là dòng của Denso, 2002 anh em nhé, cũng chạy điều hòa 9000 thoải mái luôn. Và tiếp theo nữa là con này là con Denso. Đấy, 2006 U2. Con này thì giá 7,5 triệu cũng bằng như con kia. Đấy, máy móc các thứ ok luôn. Thì anh chị em các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn cho anh chị về dòng sản phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video sau.